Xin chào mọi người nhé. Ở đây mình đang có một con Winner, Winner 1. Mình sẽ dùng máy Smart Tool này. Đây là bản Smart Tool 16.200. Mình sẽ sử dụng máy này để mở tua xe Winner. Ở đây jack kết nối của nó thì nằm phía này. Mình tháo cái bửng nhựa ra thì sẽ nhìn thấy cái jack kết nối DLC kết nối vào đây. Bật khóa điện lên là cái máy nó có nguồn luôn. Mình sẽ vào chọn vào động cơ trước này, Honda này. Bây giờ mình sẽ vào dữ liệu động cơ. Mình xem tua máy bây giờ là bao nhiêu vòng phút nhá. Mình sẽ ga gắt lên. Xe này không đề được. Rồi. Xe này nó đang bị hú. Để trước khi mở tua thì mình phải nổ máy khởi động một lúc để cho nó bơm dầu. Cho nó bơm dầu trơn tru động cơ, sau đó chúng ta ga gắt lên thì nó không hư hại động cơ nhá. Con này mình đã nổ nóng máy lên từ trước rồi. Bây giờ mình sẽ ga gắt lên. Bây giờ nhờ anh chở anh cầm nhé. Tua máy bây giờ là đang cầm chừng là 1.400-1.500. Bây giờ mình sẽ ga thốc lên nhé. Mọi người sẽ quan sát lên là tua máy hết ga nó được bao nhiêu vòng phút này. Như vậy là hơn 10.000 vòng phút và ga cuối nghe nó đờn ga. Nghe nó đờn ga đúng không? Rồi, mình sẽ tắt khóa đi này. Bật lại đấy. Đây bây giờ anh tưởng anh cầm nhá. Bây giờ mình sẽ vào mở tua. Thì ga lên tua máy nó sẽ lên cao hơn là 10.000. Mình sẽ chọn phần remap này, enter này. Mình chọn Honda này. Rồi, mình sẽ vào giới hạn RPM Kaihin. Mình chọn tự động. Rồi. Ở đây mình sẽ chọn mức remap 3 đi. Đấy. Remap 3 nhá. Thế còn 13.500 vòng phút rồi là bình xăng lớn các thứ là dành cho xe độ nhá. Dành cho xe độ, độ xe đã lên họng rồi là lên trái. Mình sẽ xe zin đây, xe zin mà. Xe zin mình sẽ chọn mốc là 3. Mình nhấn enter. Rồi, đang thiết lập. Như vậy là cái máy Smart Tool nó đang cài đặt, nó đang lạp một cái phần mềm đời mới vào cho cái con IC, tức là cái hộp đen ECM đấy. Việc của mình là chỉ đứng chờ đợi đấy nhá. Mất khoảng 3 phút, 5 phút gì đó. Đây. Rồi, Smart Tool đang làm việc. Đang lạp phần mềm chip chủ MCU. Không tắt khóa điện. Ở đây mình đang lạp được 88% rồi. Đấy, chú ý là cái thời gian này không được tắt khóa điện nhé. Tuyệt đối không được tắt khóa điện vì nguy cơ là chết ok, chết IC nhé. 95% rồi. Sau khi mở tua lên thì chạy nó sẽ sướng, nó sẽ bốc mạnh mẽ hơn lúc trước nhé. Đấy, mình đã test rồi. Rồi, máy Smart Tool nó báo là nâng cấp phần mềm thành công. Bây giờ tắt và bật khóa điện để kết thúc. Rồi, mình tắt khóa điện đi này. Rồi, bật khóa điện lên này. Ok. Đấy, bây giờ mình sẽ kiểm tra lại nhá. Thao tác đơn giản vậy thôi. Động cơ này, Honda này. Bây giờ dữ liệu hiện. Dữ liệu động cơ. Rồi, enter. Bây giờ mình sẽ nổ máy lên này. Đấy, bây giờ phải nhờ anh trưởng anh đạp này. Rồi. Bây giờ mình sẽ ga thốc này nha. Đây anh quay xuôi nhiều đây. Đây là máy nó đang mới khởi động thì nó làm rồ động cơ thôi. Tí nữa nó sẽ về êm. Bây giờ mình sẽ ga thốc lên nhá. Mình sẽ mồi ga từ từ thôi. Tránh ga đột ngột mà làm hại cho động cơ đấy. Lên hơn 12.000 mà không dám ga lên nữa. Đấy.
như vậy là mình ga chưa hết ga đâu mà nó lên vượt qua 12.000 rồi và mình vẫn còn ga lên được nữa, nhưng mà vì nghe tiếng ga nó gắt quá không, mình không dám ga lên nữa đâu đó, tại vì ga thốc lên là nó hư hại động cơ, đôi khi nó xảy ra hiện tượng là gãy tay biên rồi là thủng piston. Như vậy là mình đã làm video cho mọi người xem cái cách dùng máy chuẩn đoán Smart Tool mở tour cho xe Winner hoặc là các xe Winner X hoặc là RSX, thao tác cực kỳ là đơn giản. Và nhắc mọi người nhớ là cái thao tác mở tour phải cẩn thận, không được tắt khóa ấy, và phải khởi động động cơ cho nó nóng lên mới được ga, gắt tay ga nhé. Con này nếu kéo kịch tay ga thì sẽ lên là hơn 13.000, nhưng mà mình chỉ kéo lên tới 12.000 là thôi, và chạy trên đường bốc cực kỳ luôn, sự khác biệt rõ ràng luôn nhé.